Tôi đang đứng ở giữa nghĩa trang của giáo sư, và từ nơi đây tôi xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn và mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Gioan chương 17 từ câu 24 tới 26 của Ngài cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngài tưởng nhớ tới các giáo hữu đã ra đi trước chúng ta. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đây với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình yêu Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, con người chúng ta sinh ra là để sống, và có những ước mơ hy vọng về một tương lai được tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Nếu con người sống mà không có ước mơ hy vọng thì cũng tựa như một cái máy không hồn. Hy vọng về một tương lai được tốt đẹp, hạnh phúc, đó cũng chính là cùng đích cuộc sống của con người chúng ta. Niềm tin Kitô giáo đã dạy cho chúng ta biết rằng con người có xác, có hồn, có đời này lẫn đời sau. Vì vậy, ngoài cuộc sống bình thường của một đời người, người tín hữu của chúng ta luôn được mời gọi sống trong niềm tin hy vọng, và đó chính là sự sống đời đời mai sau với Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy sống và củng cố niềm tin trong hy vọng. Chúa Giêsu không những rao giảng về sự sống lại, mà chính Ngài còn là sự sống lại và là niềm hy vọng. Sự phục sinh của Ngài là bảo chứng cho cuộc sống và làm chứng cho lời rao giảng của Ngài. Chính sự phục sinh của Ngài mà niềm hy vọng của chúng ta được xây dựng và lớn lên. Thật vậy, thưa các bạn, như lời Thánh Phaolô đã khẳng định rất mạnh mẽ trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto như sau: Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta thật là hão huyền. Niềm tin vào sự phục sinh mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Với niềm tin phục sinh, chúng ta tìm được can đảm để sống, để hy vọng, mặc dù phải trải qua những nghịch cảnh, thử thách, khổ đau. Nhưng với niềm tin vào sự phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong niềm hy vọng. Tôi biết rằng đứng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi tôi đây bị tiêu hủy thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Thưa các bạn, lời xác tín này cũng chính là niềm tin hy vọng của Martha trước cái chết của em mình là Lazaro. Vì thế Martha được Chúa Giêsu mặc khải về sự sống sau cái chết nơi những người tin. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Gioan chương 11 từ câu 25 tới 26. Lời hứa về sự sống đời đời còn được Chúa Giêsu mặc khải nhiều lần khác nhau trong Tin Mừng. Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Tin Mừng Thánh Gioan chương 6 câu 39. Rồi lúc khác, Chúa Giêsu cũng đã khẳng định một cách mạnh mẽ hơn: hễ ai tin vào người con thì được sống muôn đời. Tin Mừng Gioan chương 6 câu 40. Hay ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống đời đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Cũng Tin Mừng Thánh Gioan chương 6 câu 54. Thưa các bạn, chúng ta đang ở trong tháng 11. Trong tháng này, chúng ta thường đi đến viếng thăm mộ những người thân yêu, quen biết và bạn bè của mình. Qua đó, chúng ta muốn
chứng minh cho người qua cô biết rằng tình yêu của tôi dành cho họ vẫn chưa hề biến mất, và tôi hy vọng sẽ gặp lại họ mai sau. Bởi vì tôi yêu mến họ, những người đã ra đi trước tôi, nên tôi hy vọng rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Vào tháng 11, tôi cũng không thể quên những người đã chết trong chiến tranh, nạn đói hay thiên tai, người già lẫn người trẻ, những người đang trong độ tuổi thanh xuân hay trẻ em, những người bị giết chết trên con đường tìm tự do, trên con đường nuôi hy vọng để tìm một cuộc sống tốt hơn. Và tôi hy vọng, mong muốn rằng người mà tôi thương tiếc sẽ được an nghỉ ngàn thu, và tôi sẽ được gặp lại họ mai sau. Chính vì vậy, sống trong niềm tin hy vọng nên tôi luôn tin vào những ai đã nói với tôi về một Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa của niềm hy vọng. Tôi đặt hết niềm hy vọng vào Đấng đã sống lại từ cõi chết. Và trong hy vọng, tôi phó thác tất cả những người thân yêu, quen biết, bạn bè của tôi, những kẻ đã ra đi trước tôi, cho Chúa Giêsu. Chính Ngài là Đấng tôi hy vọng cho cuộc đời của chính tôi cũng như cho tất cả mọi người khác. Thưa các bạn, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể biết được về cuộc sống mai sau sẽ như thế nào. Nhưng với lời quả quyết của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô chương 2 câu 9 đã cho chúng tôi thêm niềm hy vọng. Điều mắt chưa thấy, tai chưa từng nghe, điều chưa ai nghĩ tới, đó là những điều lớn lao mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài. Như thế tôi càng sống trong hy vọng. Hy vọng cũng là sứ điệp mà tin mừng hôm nay đã đề cập đến. Nhưng thưa các bạn, thế nào là hy vọng? Nhà thần học người Slovenia gốc Croatian tên là Peter Kuznick đã từng bày tỏ như sau: hy vọng là khả năng nghe được âm nhạc của tương lai, niềm tin là lòng can đảm để nhảy múa trong hiện tại. Thực vậy thưa các bạn, với những lời bày tỏ này, tôi nghĩ rằng ngày lễ như tưởng nhớ tới các linh hồn, như mang lại một âm thanh xen lẫn với niềm hy vọng và niềm tin cho hôm nay lẫn ngày mai. Ai trong chúng ta cũng đều được mang trong mình niềm tin hy vọng. Như một họa sĩ hoạt họa nổi tiếng, ông là vừa ca sĩ và cũng là nhà thơ người Áo tên là Arik Bauer, ông qua đời vào năm 2022. Ông đã bày tỏ như sau: sau cùng niềm hy vọng không chết và không qua đi. Đúng vậy thưa các bạn, ông Arik Bauer đã có suy nghĩ gì thêm nữa. Ông ấy đã nắm bắt được bản chất của hy vọng. Bởi vì niềm hy vọng là một thách đố trong đời sống thực tại mà tôi luôn đối mặt. Trong ý nghĩa đó thì nhà văn Thụy Sĩ tên là Max Frisch đã từng đặt ra nhiều nghi vấn về niềm hy vọng và nhiều câu hỏi. Cuối cùng, câu hỏi thứ 25, tức là câu hỏi cuối cùng, ông đã ghi lại như sau: khi bạn nhìn thấy một người chết thì hy vọng của người đó dường như không còn ý nghĩa gì đối với bạn, có phải không? Từ câu hỏi đó, chúng ta hãy hình dung Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh ngôi nhà, tức là một nơi mà bạn sinh sống. Nơi đó là nơi bình an của bạn, và nơi đó không ai có thể làm phiền các bạn nữa. Nơi mà bạn mong đợi trong hy vọng, nơi mà chính Chúa Giêsu Kitô muốn đưa bạn đến với Ngài. Tuy nhiên, với sự khích lệ này, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta càng thấy bức tranh này rõ ràng hơn: để ta ở đâu, con cũng ở đó. Chúa Giêsu ở đó, do đó chúng ta cũng sẽ ở đó. Hoặc nói một cách khác, như Ngài đã nói: vì ta sống nên con cũng sẽ sống. Đây không chỉ là những từ ngữ dành cho những người ở bên kia thế giới, mà là những lời của Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong khi Ngài còn ở với họ. Như vậy lời của Ngài vẫn có tính thời sự với chúng ta hôm nay và ngày mai: vì ta ở đâu, con cũng ở đó. Đây là một sự minh chứng nối kết rất chặt chẽ giữa niềm tin và hy vọng. Hy vọng là khả năng nghe được âm nhạc của tương lai. Chúng ta nghe thấy nó ở đây và bây giờ.
và niềm tin là lòng can đảm để nhảy theo nó bây giờ và ở đây trong hiện tại. Một lần nữa thưa các bạn, trong suốt tháng 11 này, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa mọi ý nguyện và những hy sinh của chúng ta để cầu cho những người thân yêu, bạn bè quen biết và mọi người qua cố. Ước gì những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta cũng nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng của chúng ta vào một cuộc sống mai hậu và nhờ đó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Đó là niềm hy vọng. Chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn.